Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật lại giá mới nhất dòng xe Honda Vario 160. Chiếc này thì bên mình nhập khẩu từ Indo về và là bản CBS màu xám. Chỉ có bản của Indo thì mới có màu xám này nha các bạn. Màu xám và tem đỏ. Và hôm nay thì đang là mùng 10 Tết, nó có giá mới rồi. Giá sẽ là 45 triệu 900 ngàn là giá mới nhất của ngày hôm nay. Mình báo giá ngay khi có chú ở đây. Chú ở ngã 7, cũng là quê của bà xã của mình ha. Đây là chú xe đó. Chú đã từ ngã 7 chạy xuống đây để ủng hộ chiếc xe Honda Vario này. Bây giờ các bạn nhìn kỹ ha. Cái màu xám bóng bây giờ nhìn lại nó lại đẹp. Mà nó phối tem đơn giản lắm. Như mình nói là Honda thì thường là ít phối tem cho xe, rất là tiết kiệm. Nhưng mà tại vì xe là nó đẹp và đẹp cái hình thể á. Cái chỗ này nè, bây giờ cái số 160 này nó giúp cho cái phần này nó bớt trống nè, nhìn thấy nó đẹp. Các bạn thấy đúng không? Chuẩn bị giao xe cho chú rồi, tại vì chú chờ cũng khá lâu rồi ha. Mang ra vệ sinh, lau chùi, câu bình, nổ máy. Để mình nổ máy lại ha. Rồi, ok ha. Xe này thoạt nhìn thì rất nhiều người là sẽ chê nó xấu, nhưng mà một khi nó lên chạy thì lại ai cũng phải khen. Mình nhắc lại, giá là 45 triệu 900 ngàn là giá xe này mình cam kết chính xác đúng thời điểm và đã có sẵn VAT nha. Chỉ là chưa làm biển số thôi. Thì mình ở khu vực nào cứ về đó mình làm biển số. Ở huyện, ở thị xã và giới tỉnh. Hiện tại là đang có đó các bạn. Đây, pha và xi nhan luôn ha. Không gian không có cho nên các bạn không cảm nha. Đó, màu xám nè, mà nhìn nè ha. Hôm trước thì bên mình mới bán đi một chiếc cũng màu xám nhưng mà tem vàng. Chiếc đó thì có hệ thống phanh ABS và cũng là chiếc cuối cùng ở tại cửa hàng mình luôn, phiên bản A ha. Hiện tại thì mẫu Indo này bây giờ bắt đầu nó hết hàng rồi. Đây là bản C nha các bạn, bản CBS nha. Đây, bản C nè. Kẹp phanh là Tokiko. Đó là quà tặng của cửa hàng mình đó các bạn. Hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Còn đây là phần đèn hậu. Động cơ SB nha. 160 phân khối. Công suất 16 mã lực. Chạy êm và mượt. Xe đi rất là đầm. Mình thay mặt cửa hàng cảm ơn chú đã từ xa thế vẫn xuống đây để ủng hộ ha. Rồi, tắt. Nhân viên đang kiểm tra xuất lốp. À đây nè, dạ rồi. Ở bên trái là một cái cốp nữa nè. Thường là cái bọc này đựng chìa khóa nè các bạn. Cốp rất to và sâu và có sạc cho mày luôn ha, rất là tiện ha. Rồi, hiện tại thì bên mình đang chuẩn bị ship xe bằng một cái xe tải nhỏ thôi. Tại vì xe này sẽ có ship tận nhà. Bên mình thì sẽ ship xe toàn quốc. Ship toàn quốc luôn. Xe tải có bằng nâng hẳn hoi. Còn khách muốn ship tận nhà thì mình sẽ có một chiếc xe tải nhỏ thế này, để mà đi vào những con đường nhỏ hơn là đến tận nhà các bạn. Thì vấn đề này các bạn vui lòng mình liên hệ với nhân viên nha. Địa chỉ các bạn mình là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè, cũng như là trung tâm chợ Mỹ Xuyên ha. Hôm nay đang là mùng 10 Tết đó các bạn. Khách lại tiếp tục đông như mọi ngày thôi. Đây là dòng quay Thái ha. Rồi đắt mod. Đây chiếc Yono mình nói nè. Ship đi Cần Thơ, ship tận nhà đi Cần Thơ luôn ha. Xe này thì khách đến cửa hàng mua nè. Đó, ship tận nhà luôn. Xe này thì chú ở ngã 7 xuống mua. Một lần nữa, nha, thay mặt cửa hàng cảm ơn chú đã đến đây để ủng hộ. Phải có sự tin tưởng để đến đây. Mình tranh thủ qua cho các bạn xem ha, ở ngoài này cho nó đẹp. Đẹp hơn các bạn ha. Bây giờ nhìn lại nó đẹp.
ai chê nó xấu, nhưng với mình nào giờ là mình không hề chê xấu cái xe này, không hề chê xấu nha. Rồi à, trả lại xe cho chú về. Dạ rồi, con chào chú. Dạ. Dạ chào chú, cảm ơn chú rất là nhiều. Mình cũng sẽ khép lại cái video này ở đây. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho nhân viên nha, để nhận được sự tư vấn chi tiết về ship xe, về giấy tờ, thủ tục. Hôm nay đang là mùng 10 Tết nè các bạn. Xin chào các bạn nha.